Mùa hạ đang đến, thời tiết mấy ngày này trở nên oi bức. Tôi nghĩ mình cần ra ngoài để hít thở. Đi đến bờ biển, một chút ánh nắng, một chút gió biển, đó là một điều tuyệt vời. Nhìn kia, họ nắm tay nhau, cùng nhau bước đi trên cát, đó là một điều lãng mạn. Ý tôi là bạn đã sẵn sàng đi đến bờ biển, ngắm nhìn những điều tuyệt vời này cùng tôi.